Chào các bạn, đây là chiếc HTC One V và chúng ta đang có một cuộc thi là huýt sáo chụp hình giống như trong cái video clip và hướng dẫn những người khác làm được. Tiếc là 2 ngày qua không ai cho chúng ta có thể làm được đúng cái điều đó một cách hoàn toàn, giống như hướng dẫn người sử dụng làm được. Và đó là cuộc thi ở trong móc Android, có cả những bạn làm iPhone hoặc là những bạn không huýt sáo hoặc là lại đọc là Snap thì mình loại những bạn đó ra, và chúng ta còn lại là 11 người thì chúng ta sẽ tham gia bốc thăm để xem ai là người may mắn. Đây là mình cho các bạn xem chiếc HTC One V. Thì HTC One V là một trong 3 chiếc điện thoại mà HTC mới giới thiệu, One X, One S và One V. Thì các bạn thấy là nó được đóng gói rất là buồn cười, nhìn như những cái chiếc bánh bao vậy. Đây các bạn thấy là nó là những cái chiếc điện thoại chính hãng nghiêm chỉnh, phụ kiện đầy đủ chứ không phải là một chiếc điện thoại gì đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành xem là bốc thăm xem ai là người may mắn. Thì các bạn thấy là chúng ta có tổng cộng là 11 bạn. 11 bạn này có video up lên, có hướng dẫn người sử dụng nhưng mà cũng khá khá, nhưng mà tất cả các bạn này không bạn nào mà làm đúng như trong video cả. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là ai trong 11 người này sẽ giành chiến thắng. Và mình mở cái trình duyệt của mình lên. Mình vào trang random.org. Đây. Mình mới bốc thăm cho một chiếc BlackBerry 9900 sáng nay xong. Giờ chúng ta sẽ gõ con số từ 1 đến 11. Và đây là bây giờ mình chỉ cần nhấn cái nút generate thì nó sẽ ra một cái số ngẫu nhiên và đó là người chiến thắng. Đó là người có số thứ tự là 10. Mình mở lại xem. Người số thứ tự là 10 đó là anh có nick là Peter Nguyễn. Và bây giờ chúng ta chúc mừng anh Peter Nguyễn. Xin cảm ơn.